Gòn xin chào các bạn. Hôm nay Decan Sài Gòn giới thiệu đến các bạn cách dán trang trí dành cho laptop nhanh và đơn giản nhất. Một bộ dán trang trí laptop bao gồm có hai mặt, mặt lớn là mặt phía bên ngoài và mặt nhỏ là mặt phía lót chuột bên trong. Sau đây tôi xin giới thiệu cách dán nhanh và đơn giản nhất. Trước tiên chúng ta dùng bình xịt nước xịt đều trên bề mặt và dùng khăn sạch lau thật sạch bề mặt của máy. Sau đó chúng ta lấy mặt ngoài căn cân và chuẩn trên bề mặt của máy. Rồi sau đó chúng ta lột mặt giấy tẩy ra và dùng khăn vuốt đều trên bề mặt của máy như tôi đang thực hiện. Sau đó các bạn dùng dao lan cắt theo viền mép của miếng dán. Ở phần phía bên trong chúng ta làm tương tự như phía bên ngoài. Chúng ta dùng khăn vuốt thật đều trên bề mặt của miếng dán sao cho miếng dán ôm chặt hết vào mặt của máy. Ở đây có nhà, mua.
Thưa các bạn, như vậy là tôi đã thực hiện xong cách dán trang trí dành cho laptop một cách nhanh và đơn giản nhất. Đường cắt vừa khít khớp với bề mặt và chi tiết của máy, giúp bảo vệ chống trầy và tạo phong cách riêng cho máy laptop của bạn. Xin cảm ơn.